nằm trong chuỗi hoạt động nhân dịp khai ấn lễ hội Hang Bàn Bù, lễ hội rước nước 2023. Sáng ngày 8 tháng 2, tức ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão, tại Thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù, Chùa Nán, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ngọc Lặc đã tổ chức giải bóng chuyền nam nữ, thu hút các vận động viên và cổ động viên đến từ các đội bóng của thị trấn và các đơn vị tham gia. Tham dự giải năm nay có 30 đội bóng tham gia, trong đó có 15 đội nam và 15 đội bóng nữ. Giải được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp và diễn ra 2 ngày, mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 2 năm 2023, tức ngày 18 và 19 tháng Giêng năm Quý Mão. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, gay cấn với nhiều pha bóng hay, đẹp mắt, thu hút sự quan tâm cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đầu xuân đến trừ thì cũng vừa huyện vừa các xã tổ chức. Chị em cũng rất chi là tích cực đi, trước nhất là đi giao lưu học hỏi, rồi đi du xuân, rèn luyện sức khỏe để cho chị em là đầu xuân là có cái không khí vui tươi. Giải bóng chuyền là một trong những hoạt động sôi nổi, tạo dấu ấn trong lễ hội Hang Bàn Bù, lễ hội rước nước năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng Giêng hàng năm. Đồng thời tạo ra không khí sôi nổi cho lễ hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi của các đội và cổ vũ động viên phong trào luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn thị trấn nói riêng và địa bàn huyện nói chung.